Like a hell cut. Chung thì cũng hơi mệt. Đây là ngày đầu tiên mình trong kế hoạch di dời quán ha, thì mình trước mắt mình bán cái lô cá koi của mình ha. Thì mình bán cái cũng được 100 con cá koi Nhật ha. Thì size cũng 30, 50, 60. Đây là một khởi đầu thì mình cũng chia sẻ đến các bạn biết. Thì nay mai trong thời gian tới thì công việc nó sẽ nhiều hơn, mệt hơn và có nhiều hạng mục mình phải thuê người di dời, thì cơ bản thì cũng tốn kém nhưng mà mình cũng phải di dời. Thì dịch này mà tháng nào cũng phải 25 tới 30 triệu tiền thuê thì cũng thuê quá. Thì mình cũng quay clip này cho các bạn xem ha. Đấy thì quán mình đây, quán mình đó, hồ cá koi ha. Thì hồ cá koi bên kia cũng một hồ nữa đó. Đây hồ, mỗi hồ thì khoảng 6 khối đó. Thì quay sơ cho các bạn thấy đó, thì hệ thống máy của mình ở đây tổng diện tích là ngang 17 mét, sâu 53 mét, tổng là 1000 mét vuông á đó. Thì đây hệ thống khu vui chơi. Thì trước khi dịch á, ngày năm 2020, trước Tết 2020 thì quán mình cũng được, tại vì có khu vui chơi phía sau đấy. Thì đó, hàng một này khu vui chơi của mình nè. Đó, các bạn thấy bên này là khu võng, khu võng để cho các bạn nằm nghỉ trưa, thấy không? Đó, đây là khu vui chơi. Đó, thì mình quay cho các bạn xem ha. Đó, mình đầu tư hết khu vui chơi và cả cái khu sau này 400 mét vuông này là gần 600 triệu ha. Đó. Thì buộc phải di dời. Đấy, còn đằng trước nữa. Đó, các bạn thấy rồi đó. Khu này khu sau, khu này khoảng 400 mét vuông. Đây là khu rộng cho các khách nghỉ trưa ha. Đây là khu này hồi xưa là mình làm cái bàn pizza cho các bạn thấy. Mình cũng đã thanh lý cái bàn pizza ha. Trước cho các bạn xem ha, thường trước rất rộng, trước này gần 600 mét vuông. Toilet, đây là khu phòng lạnh của mình ha, này là cái quầy bar ha. Đó, rất rộng, đẹp ha. Đấy, khu trước của mình. Giờ trước mắt là mình mới làm cái hạng mục là bán thanh lý hết cái bầy cá toi ha. Sau đấy là mình sẽ cho tháo cái khung liên hoàn của khu vui chơi để về qua vị trí mới. Sau đấy là các cái thợ sắt mình sẽ tháo cái hệ thống khung máy bạc ha, toàn bộ khung máy bạc này. Đó, mình sẽ tháo toàn bộ khung máy bạc này. Đó, sau đấy thì mình sẽ có nhóm thợ xây dựng sẽ tiếp tục mở đập tháo kính cường lực, tháo toàn bộ cái hệ thống liên quan đến hồ xây dựng đó, gạch tường, rồi bắt đầu mới di chuyển qua vị trí mới. Sau đấy hoàn thiện hết rồi thì mình mới thuê người
tới bứng cái các cái cây này, như cây lộc vừng ha. Đó, trước kia thì có cây bằng lăng ha, cây bàn Đài Loan ha, sau này có bốn cây bàn Đài Loan, một cây pha la ha. Đó, đó thì cố gắng mình trong tháng 10 mình phải di dời xong và hoàn thiện bên cái vị trí đất mới. Đó, đây là một cái công trình rất là mệt cho mình trong thời gian tới, còn vào thời điểm dịch nữa rất là khó, cả kinh tế, cả nhân lực, cả thời gian nữa rất là khó, phải làm song song. Đó, đấy thì mình cũng quay sơ cho các bạn thấy ha. Đây là thì mình chia sẻ để mình làm một cái kỷ niệm trên kênh mình thôi. Thì đấy thì những cái việc này thì cũng các bạn có gì thì nếu cảm thấy đồng cảm với mình ấy, ủng hộ mình ha, đăng ký mình kênh mình để có mình có động lực các mình chia sẻ cho các bạn nhiều cái góc nhìn cuộc sống của mình ha. Thì các bạn nếu mà các bạn có thấy được là được, các bạn cũng có một cái kinh nghiệm hoặc là một cái gì đó bạn biết ha. Thì mình năm nay cũng đã 40 tuổi rồi, thì đây là cái việc làm ăn năm năm nay của mình ha. Trước đó mình cũng làm công việc ha, khi nhà nước mình chia sẻ thật ha. Rồi chào các bạn ha, có gì thì mình sẽ quay bổ sung tiếp cái những ngày tiếp theo cho các bạn ha. Okay, chào các bạn ha.